quyết sách ngoại giao của ông được hé lộ thông qua các cơ chế đối thoại, chẳng hạn như Bộ tứ Kim Cương. I was born to fly and spread these wings and find my own. I am coming home. Today will be the day it all will change. Nothing, no one's in my way. Today will be the day. Hôm nay được sự đồng ý của tổ tiên, họ hàng và anh chị sinh ra cháu nhi, gia đình chúng tôi có miệng lễ và cơi chào, xin phép tổ tiên cùng họ hàng nội ngoại và anh chị sinh ra cháu nhi để họ chúng tôi được vào dâng lễ. Xin cảm ơn. Tưởng tới là cuộc đời còn nhiều chông gai lắm, nên là các cháu luôn luôn bên mình có một cái nhẫn. Hai vợ chồng phải thương yêu, nhường nhịn nhau trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh để xây dựng được cuộc đời cho hạnh phúc, cho bình an lâu dài. Và cái điều thứ hai nữa là đối với xã hội thì các cháu phải mở rộng cái tâm từ bi của mình ra để yêu thương trước mắt là trong gia đình, sau là trong dòng tộc, rồi đến ngoài xã hội, rồi đến mọi người, mọi lớp, mọi nơi. Như vậy thì cuộc đời mình mới hạnh phúc, an vui, bình an lâu dài được. Thì mong là các cháu là thực hiện được những điều mà mẹ mong muốn, cha mẹ mong muốn. Dạ, xin cảm ơn tất cả.